Bấy giờ, Bồ Tát Bảo Tràng nương thần lực của Phật quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó, phương Đông Nam Bồ Tát Bảo Tràng làm đại biểu, nương đại oai thần được gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới mà nói kệ khen ngợi công đức của Phật. Thần Phật không số lượng, thị hiện thân có lượng, tùy theo người được thấy, đạo sư hiện như vậy. Chân thân của Phật là đầy khắp tất cả mọi nơi, không thể nói thân Phật là có lượng. Thân Phật tận hư không khắp pháp giới, thân Phật chẳng có số lượng, tùy vô lượng, nhưng hay thị hiện thân có số lượng, hoặc hiện một thân, hoặc hiện nhiều thân, tùy theo nhân duyên của chúng sinh đáng được thấy mà Phật hiện thân ở trước họ. Do đó, Phật như thanh lương nguyệt, thường du tất kính không, chúng sinh tâm cấu tịnh, bồ đề ảnh hiện trung. Tức là đạo lý này, bản thể của Phật là vô lượng, nhưng cảm ứng của chúng sinh thì có lượng, cho nên nói tùy theo người được thấy, đạo sư hiện như vậy. Đạo sư tức là Phật, chúng ta niệm Phật, tụng kinh trì chú, vân vân, đây tức là cảm. Nếu thành tâm đến cực điểm thì sẽ cảm động chư Phật Bồ Tát để đáp ứng sở cầu của chúng ta. Do đó cảnh giới cảm ứng đạo giao nên nhớ, có tâm là vọng tưởng, vô tâm là cảm ứng. Đốt hương lễ lại có sự mong cầu thì chẳng có cảm ứng, vĩnh viễn chẳng thấy được Phật Bồ Tát. Thần Phật chẳng xứ sở, đầy rẫy khắp mọi nơi, như không chẳng bờ mé, như vậy khó nghĩ bàn. Thân thể của Phật chẳng có xứ sở nhất định, Phật là vô tại vô bất tại. Tuy nhiên không có xứ sở vô tại, nhưng vẫn có thể đầy khắp tất cả mọi nơi vô bất tại. Thân thể của Phật đồng với hư không, chẳng có bờ mé, cảnh giới này không thể nghĩ bàn. Chẳng phải nơi tâm hành, tâm chẳng ở trong khởi, trong cảnh giới chư Phật rốt ráo chẳng sinh diệt. Thân thể của Phật chẳng phải ở trong tâm có thể tưởng tượng được, ở trong tâm không thể sinh khởi thấu hiểu đạo lý. Tại sao phải nói chẳng phải nơi tâm hành, tâm chẳng ở trong khởi, ở trong cảnh giới của chư Phật rốt ráo chẳng sinh chẳng diệt, cho nên ở trong tâm làm sao sinh khởi? Như mắt sinh ra màng, chẳng trong cũng chẳng ngoài, thế gian thấy chư Phật nên biết cũng như vậy. Giống như trong con mắt sinh ra màng, màng đó chẳng ở trong con mắt, cũng chẳng ở ngoài con mắt. Chúng sinh thế gian nhìn thấy chư Phật nên biết thần Phật cũng như vậy, cũng chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. Vậy có phải ở giữa chăng? Đây cũng không nhất định. Chúng sinh thấy thân Phật đó là hóa thân của Phật, ứng thân của Phật, bản thể của Phật. Chẳng phải hóa thân và ứng thân mà là pháp thân. Pháp thân là đầy rẫy khắp mọi nơi. Vì lợi ích chúng sinh Như Lai hiện ra đời, chúng sinh thấy có hiện mà thật chẳng ra đời. Tại sao Phật phải xuất hiện ra đời? Vì muốn lợi ích tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh thấy được Phật mà phát tâm Bồ Đề, tu đạo vô thượng, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên Phật mới xuất hiện nơi thế gian. Chúng sinh đều chấp trước tướng huyễn, nhận giả làm chân, chẳng biết Phật ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ vắng lặng chẳng động. Thật ra Phật chẳng xuất hiện ra đời, cũng chẳng có vào niết bàn, nhưng chúng sinh có tâm chấp trước, thấy Phật hiện ra đời, thấy Phật vào niết bàn. Không thể dùng cõi nước, ngày đêm mà thấy Phật, năm tháng một sát na, nên biết đều như vậy. Pháp thân của Phật tận hư không khắp pháp giới, không thể nói Phật ở cõi nước này ra đời, ở cõi nước kia chẳng ra đời. Sở dĩ Phật ra đời là vì ứng duyên của chúng sinh, cũng không thể ngày đêm mà thấy được Phật, hoặc một năm, hoặc một tháng, hoặc một sát na. Không thể dùng thời gian để tính đếm, cũng không thể dùng không gian để tưởng niệm. Phật là vượt thời gian và không gian. Phật có thể dùng nạp vô lượng kiếp làm một niệm, lại có thể kéo dài một sát na làm vô lượng kiếp. Đây là cảnh giới không thể nghĩ bàn, nên biết hoàn toàn là tình hình như vậy, không thể dùng cõi nước ngày đêm năm tháng một sát na để trắc lượng và minh bạch cảnh giới không thể nghĩ bàn nào của Phật. Người học Phật Pháp nên lấy sự nghiên cứu thế giới làm trách nhiệm của mình, cử chỉ, hành động, lời nói của mỗi người nên tưởng nghĩ đến thế giới. Tại sao hiện tại trên thế giới có nhiều chiến tranh như thế? Là vì ở trong tâm của mỗi người đặc biệt có nhiều chiến tranh. Chiến tranh trong tâm tức là vọng tưởng ở trong tâm, vọng tưởng ở trong tâm tức là chiến tranh, lý và dục.
Lý tức là thiên lý, chân lý, tự nhiên. Dục là dục niệm, tham mà chẳng biết chán. Dục niệm thời thường chiến tranh lý trí. Là vì dục niệm chinh phục lý trí cho nên thế giới càng ngày càng xấu đi. Nếu đầu óc của mỗi người đều tỉnh táo, tiêu diệt vọng tưởng của mình, thì trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền. Một người có trí huệ chân chánh thì một người được bình an. 10 người có trí huệ chân chánh thì 10 người được bình an. Nhân dân của một quốc gia đều có lý trí thì quốc gia đó sẽ được bình an, cho đến thế giới cũng đều sẽ bình an. Tại sao thế giới chẳng bình an? Vì trong tâm ai ai cũng đều có tâm dâm dục hoành hành, trí huệ bớt đi, cho nên thế giới càng ngày càng xấu đi. Nếu ai ai cũng hướng thiện, lấy việc cứu giúp thế giới làm trách nhiệm của mình, thì thế giới sẽ vĩnh viễn hòa bình, chẳng có chiến tranh. Phải biết rằng chẳng phải thế giới chẳng tốt, mà là chính chúng ta chẳng tốt. Nếu muốn thế giới tốt đẹp, thì phải từ bản thân mà làm, giảm bớt đi tâm ích kỷ, tâm tự lợi, tâm tham dục, tâm sân hận, tâm ngu si, hoặc là quét sạch. Được như thế, thì thế giới sẽ tốt đẹp. Phật giáo cũng tình hình giống như vậy, chẳng phải là Phật giáo chẳng tốt mà là ta chưa tốt. Nếu ta có thể thanh tâm quả dục, chẳng có mọi tập khí mau bệnh, chẳng nghe lời quỷ mà nghe lời Phật, thì tự nhiên sẽ bình an vô sự. Nghe lời quỷ, tức là con quỷ ích kỷ, tác quái, kiến nghị với bạn rằng việc này đối với bạn chẳng có lợi ích, bạn nên sửa đổi tư tưởng như vậy và như vậy, ra chủ ý thế bạn. Tóm lại hoàn toàn vì lợi ích của mình mà tính toán. Nghe lời Phật tức là xả mình vì người, vì lợi ích của đại chúng mà nỗ lực, vì hạnh phúc của mọi người mà phát triển. Còn sự lợi hại của mình chẳng mang đến, thấy việc nghĩa là làm, thậm chí vào chỗ dầu sôi lửa bỏng cũng không từ. Có tinh thần hy sinh như vậy, đó là tư tưởng và hành vi chân chánh của Phật giáo đồ. Muốn khiến cho Phật giáo tốt, thì mỗi Phật giáo đồ chỉ cần quét sạch vọng tưởng của mình, chẳng còn ý niệm nhiễm ô tồn tại. Nếu còn một tơ hào ý niệm nhiễm ô thì sẽ không đắc được trí huệ thanh tịnh, cảnh giới thanh tịnh sẽ chẳng hiện tiền, vĩnh viễn hồ đồ, chỉ biết cầu danh, cầu lợi, cầu phước, cầu lộc, chỉ biết ích kỷ lợi mình, tất cả đều vì mình, chẳng nghĩ đến kẻ khác. Chúng ta tu hành nhiều năm, tại sao vẫn còn ngu si? Sự việc gì cũng chẳng minh bạch, là vì tâm nhiễm ô quá nặng, trí huệ thanh tịnh chẳng hiện tiền. Ai có thể tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân, tâm nước trong hiện trăng, ý định trời không mây, thì người đó chẳng có tư dục tạp niệm, trí huệ chân chánh sẽ hiện tiền. Chúng ta muốn tu pháp môn nhẫn nhục thì phải có công phu hàm dưỡng, nghe những lời chẳng thuận tai cũng chẳng buồn. Cổ nhân có nói, kiến ngô quá giả thị ngô sư, nghĩa là người thấy lỗi tôi là thầy tôi. Ai thấy được lỗi lầm của tôi thì người đó là thầy tôi. Từ Lộ thời xưa nghe qua liền hoan hỉ, Đại Câu Vương nghe qua liền lạnh, đó là người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm, có lỗi thì tự sửa, người khác không cách gì giúp bạn sửa đổi, người khác chỉ khuyên nói mà thôi. Muốn cho bạn trừ khử sạch tập khí màu bệnh, sửa hay không là do bạn, người khác chẳng có cách nào khác. Chúng ta người tu đạo nên nhớ, đừng chướng ngại người khác tu đạo. Mình chẳng tu đạo thì đã phạm quy củ, lại làm ảnh hưởng đến người khác không tu đạo, khiến cho tâm của họ chẳng được bình an, rơi khỏi vọng tưởng, đó là một việc rất nguy hiểm. Nếu chẳng mau sửa đổi tư tưởng và hành vi như thế, thì tương lai đọa vào địa ngục nhất định bạn sẽ có phần. Chúng sinh nói như vậy, ngày đó Phật thành đạo, Như Lai được Bồ Đề, thật chẳng liên hệ ngày. Tướng thế gian và tướng xuất thế gian chẳng giống nhau. Thế gian thì có tướng, xuất thế gian thì không có tướng. Vì tùy thuận tất cả chúng sinh mà nói như vậy. Ngày đó là Phật ra đời, ngày nọ là Phật xuất gia, ngày đó là Phật thành đạo, ngày đó là Phật vào Niết Bàn. Đó là tùy thuận thế gian tục đế mà nói. Nếu nói về chân đế thì Phật thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thật chẳng có thời gian nhất định, chẳng có thời kỳ nhất định. Phật trong vô lượng kiếp về trước đã chứng đạo thành Phật. Cho nên trong kinh Phạm Võng có nói, ta đến thế giới này đã 8.000 lần. Tóm lại, Phật là tùy căn cơ của chúng sinh mà thị hiện, cho nên nói chẳng có thời kỳ nhất định. Như Lai lìa phân biệt, vượt các số thế gian, ba đời các đạo sư xuất hiện đều như vậy. Muốn minh bạch cảnh giới của Phật thì không thể dùng tâm phân biệt,
để tưởng tượng, để tính lượng. Vì cảnh giới của Phật là không thể nghĩ bàn. Nếu dùng tâm suy nghĩ, dùng lời luận bàn thì đã rơi vào đế thứ hai. Phật chẳng giống như chúng ta, chúng sinh dùng tâm phân biệt để chấp trước. Phật lìa khỏi tâm phân biệt. Phật vượt ra ngoài tất cả các số, lìa khỏi tất cả các số, chẳng ở trong tất cả các số. Ba đời tất cả chư Phật xuất hiện ra đời đều là tình hình như vậy, lìa khỏi sự phân biệt, vượt khỏi các số. Ba đời có thể nói là đời quá khứ, đời hiện tại, đời vị lai, lại có thể nói là hôm qua, ngày nay, ngày mai, ba đời pháp chẳng định. Mười phương ba đời, tất cả các đạo sư, Phật, có thể nói là Phật Thích Ca Mâu Ni. Vì Ngài là đạo sư quá khứ, cũng là đạo sư hiện tại, cũng là đạo sư vị lai, cho nên chữ các này có thể dùng nói nhiều, lại có thể dùng nói một. Một là lời trợ từ, nhiều là hình dung từ. Bất cứ là nhiều hoặc là một, và xuất hiện ra đời, đều là như vậy. Quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng, hành giả vô sự. Chúng ta đừng dùng tâm phàm phu để trắc lượng trí huệ của thánh nhân. Ví như mặt trời sáng chẳng hợp với đêm tối mà nói ngày đêm ấy, các Phật pháp như vậy. Giống như mặt trời lúc bầu trời không có mây thì rất sáng, chẳng hợp với đêm tối. Tuy nhiên mặt trời sáng chẳng hợp với đêm tối, có ngày có đêm có ngày. Nhưng một số thế tục tập quán nói ngày đó, ngày đêm vận hành với nhau. Pháp của ba đời chư Phật cũng như vậy. Cho nên phải tức tướng, lìa tướng, tức pháp, lìa pháp. Đừng chấp trước tất cả có hình, có tướng. Ba đời tất cả kiếp chẳng hợp với Như Lai mà nói Phật ba đời, pháp đạo sư như vậy. Tất cả kiếp đời quá khứ, tất cả kiếp đời hiện tại, tất cả kiếp đời vị lai, thảy đều chẳng hợp với tướng Phật. Kiếp là kiếp, Phật là Phật. Tuy nhiên kiếp và Phật chẳng hợp nhau, nhưng một số người thế tục đều nói ba đời chư Phật. Pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni nói cũng như vậy. Phật chẳng hợp với tướng ba đời tất cả kiếp, ba đời tất cả kiếp cũng chẳng hợp với tướng Phật. Bấy giờ Bồ Tát Tinh Tấn Tràng, đường thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương mà nói kệ rằng: Lúc đó phương Tây Nam Bồ Tát Tinh Tấn Tràng làm đại biểu, Ngài nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, quán sát khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương thế giới, dùng kệ để nói rõ tất cả Phật pháp. Tất cả các đạo sư, thân đồng nghĩa cũng vậy, khắp trong mười phương cõi, tùy ứng hiện đủ thân, mười phương ba đời tất cả chư Phật đều đồng một pháp thân. Phật với Phật là một thể, chẳng có phân biệt đó đây. Tuy nhiên ở thế giới phương Đông có vị Phật A Súc, ở thế giới phương Nam có vị Phật Bảo Sinh, ở thế giới phương Tây có vị Phật A Di Đà, ở thế giới phương Bắc có vị Phật Yết Ma, Phật bất không thành tựu. Nhưng thực tế là một thể, cho nên nói Phật Phật đạo đồng, chẳng những thân đồng mà nghĩa cũng vậy. Hết thảy chư Phật hiện khắp trong mười phương cõi nước để tùy tâm cảm ứng của chúng sinh mà hiện đủ thứ thân vì chúng sinh nói pháp. Ông quán Đấng Mâu Ni chỗ làm rất kỳ đặc, đầy dẫy nơi pháp giới, tất cả đều không thừa. Các vị hãy nhìn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chỗ thực hành đều rất thù thắng kỳ đặc. Pháp thân của Ngài đầy khắp nơi pháp giới, hết thảy tất cả mọi nơi, Phật là vô tại, vô bất tại, cũng có thể nói chẳng chỗ nào mà không có. Cảnh giới này diệu không thể tả. Thân Phật chẳng ở trong, cũng chẳng ở bên ngoài, vì thần lực hiển hiện, pháp đạo sư như vậy. Pháp thân của Phật cũng chẳng ở bên trong, cũng chẳng ở bên ngoài, là đại oai thần được tu từ thuở xưa hiển hiện. Pháp của Phật nói cũng tình hình như vậy, chẳng ở trong, cũng chẳng ở ngoài. Tùy các loại chúng sinh, nghiệp đời trước tích tập, đủ thứ thân như vậy, thị hiện đều khác nhau. Phật là tùy thuận tất cả các loài chúng sinh thuở xưa tích tập đủ thứ nghiệp thiện và nghiệp ác, có đủ thứ sự khác nhau, cho nên phải thị hiện đủ thứ thân khác nhau để giáo hóa. Đây là pháp môn phương tiện khéo léo, tùy loại ứng hóa. Trừ Phật thần như vậy, vô lượng không thể đếm, chỉ trừ đấng đại giác, không thể nghĩ bàn được. Ứng hóa thân của mười phương chư Phật cũng như vậy, có nhiều vô lượng vô biên, không thể tính đếm. Chỉ có Phật mới rốt ráo được các pháp thật tướng, mới thấu rõ được cảnh giới của Phật. Còn lại chín pháp giới chúng sinh kia đều không thể trắc lượng được cảnh giới của Phật, cho nên nói không thể nghĩ bàn được. Như dùng ngã khó nghĩ, tâm nghiệp không thể lấy, Phật
Phật khó nghĩ cũng vậy, chẳng tâm nghiệp sở hiện. Giống như ngã khó nghĩ bàn, tâm cũng khó nghĩ bàn, nghiệp tạo ra cũng không thể nghĩ bàn, tâm và nghiệp chẳng cách trì thủ lấy được nó. Phật không thể dùng tướng để thấy, không thể dùng âm thanh để cầu, cũng không thể nghĩ bàn. Chẳng phải do tâm và nghiệp tạo ra mà có thể hiện ra được. Như cõi không nghĩ bàn mà thấy tịnh trang nghiêm, Phật khó nghĩ cũng vậy, diệu tướng không thể hiện. Cõi Phật nhiều như số hạt bụi cũng không thể nghĩ bàn, có cõi nước thanh tịnh cũng có cõi nhiễm ô, có cõi trang nghiêm cũng có cõi chẳng trang nghiêm, cũng là không thể nghĩ bàn. Cõi nước tuy nhiên không thể nghĩ, nhưng chỗ thấy thanh tịnh trang nghiêm, Phật là khó nghĩ bàn cũng giống như vậy. Diệu sắc thân của Phật chẳng có cõi nào mà chẳng hiện thân, phàm là cõi nước thì Phật đều hiện thân đi giáo hóa chúng sinh. Ví như tất cả pháp do các duyên sinh khởi, thấy Phật cũng như vậy, hà tất các nghiệp thiện. Giống như tất cả các pháp đều do đủ thứ nhân duyên mà sinh khởi, do đó pháp do nhân duyên sinh, ta nói tức là không, cũng gọi là giả danh, cũng gọi nghĩa trùng đạo. Đây là đạo lý duyên sinh vô tánh, Phật thì không sinh không diệt. Nếu muốn thấy Phật thì thuở xưa phải trồng căn lành, phải tu nghiệp thiện mới có thể thấy được Phật, bằng không thì chẳng thấy được Phật, chẳng nghe được pháp, chẳng gặp được tăng, chẳng có nhân duyên gần gũi tam bảo. Người phải có căn lành mới vào được cửa lớn của chùa Kim Sơn để nghe kinh nghe pháp. Nếu người chẳng có căn lành thì muốn đến chùa Kim Sơn cũng chẳng được. Tại sao? Vì chẳng có nhân duyên. Phàm là người thấy Phật, nghe pháp, gặp tăng đều phải có căn lành. Người đến chùa Kim Sơn lại Phật, niệm Phật, cúng dường tam bảo, hộ trì tam bảo đều đã gieo trồng căn lành lớn thuở xưa để nảy nhân duyên chín mùi. Do đó vô phước nan đăng tam bảo địa, vô đức nan nhập đại thừa môn, nghĩa là không phước khó gặp được tam bảo, không đức khó vào cửa đại thừa. Tam bảo tức là Phật pháp tăng, chùa Kim Sơn có Phật có pháp có tăng tức là tam bảo. Phàm là người đến được chùa Kim Sơn đều là người có phước báo lớn. Người chẳng có đức thì sẽ chẳng vào được cửa chùa Kim Sơn, cảnh giới này cũng là không thể nghĩ bàn. Ví như trầu như ý, mãn nguyện tâm chúng sinh, pháp chư Phật như vậy đều mãn tất cả nguyện. Ví như trầu như ý, bạn cần gì thì trầu liền hiện ra thứ ấy, khiến cho bạn toại tâm mãn nguyện, do đó tùy tâm mong muốn. Trầu như ý hay là mãn nguyện tâm chúng sinh, muốn gì thì được đó. Pháp của chư Phật nói cũng giống như trầu như ý hay mãn tâm nguyện của chúng sinh, muốn được giải thoát thì sẽ đắc được pháp môn liễu sinh thoát tử, muốn đắc được đại trí huệ thì sẽ đắc được đại trí huệ, bất cứ hy vọng gì cũng đều mãn tâm nguyện của bạn. Trong vô lượng cõi nước, đạo sư hiện ra đời, vì tùy nguyện lực họ khắp ứng nơi mười phương. Phật ở trong vô lượng vô biên cõi nước thường thường thị hiện thân, xuất hiện ra đời, do nguyện lực của chư Phật thuở xưa phát ra, do hạnh môn tu hành mới có thể khắp hiện trong mười phương thế giới, mãn tâm nguyện của tất cả chúng sinh. Bấy giờ Bồ Tát Ly Cấu Tràng nương thần lực của Đức Phật quán giác khắp mười phương mà nói kệ rằng: lúc đó phương Tây Bắc Bồ Tát Ly Cấu Tràng làm đại biểu, ngài nương đại oai thần lực gia trì của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni quán giác khắp nhân duyên của tất cả chúng sinh trong mười phương, dùng kệ để nói rõ tất cả Phật pháp. Như Lai đại trí quang khắp tịnh các thế gian, thế gian đã tịnh rồi, khai thị các Phật pháp. Phật có đại trí huệ quang mình, Phật quang chiếu khắp, khiến cho tất cả thế gian đều thanh tịnh, khiến cho tất cả chúng sinh đều tự tại, thầy đều đắc được giải thoát. Phật dùng đại trí quang mình chiếu phá tất cả thế gian đen tối, khiến cho thế gian thanh tịnh, trang nghiêm rồi, mới khai thị tầm địa pháp môn của chư Phật. Nếu có người muốn thấy số chúng sinh bằng Phật, thầy đều ứng tâm họ mà thật chẳng chỗ đến. Nếu như có người muốn thấy được Phật, số lượng của chúng sinh tuy nhiều, nhưng có thể đồng thời thấy được Phật, bất cứ chúng sinh nào thấy được Phật, thì Phật đều thi hiện thân, khiến cho chúng sinh thấy được Phật mà mãn tâm nguyện của họ, sẽ không khiến cho chúng sinh thất vọng. Nhưng Phật thật chẳng có chỗ đến, cũng chẳng có chỗ đi, dùng Phật làm cảnh giới chuyên niệm mà chẳng nghỉ. Người đó thấy được Phật, số đó bằng với tâm. Gì là dùng Phật làm cảnh giới? Tức là mặt đối diện với Phật, truyền nhất niệm Phật, quán tưởng niệm Phật,
mà chẳng ngừng nghỉ, tức cũng là thời thời niệm Phật, khắc khắc niệm Phật, chuyên tâm nhất trí niệm Phật không ngừng nghỉ. Niệm như vậy lâu dần thì sẽ đắc được niệm Phật tam muội, người đó mới có thể thấy được Phật, thấy được vô lượng Phật nhiều đồng với số tâm niệm của chúng sinh, thành tựu pháp bạch tịnh, đầy đủ các công đức, kia nơi nhất thiết trí chuyên niệm tâm chẳng xả. Nếu có thể thành tựu pháp bạch tịnh, tức cũng là pháp thanh tịnh, tức cũng là pháp chẳng có ô nhiễm, như vậy sẽ đầy đủ tất cả các công đức. Người đó đối với nhất thiết trí huệ chuyên niệm mà không ngừng nghỉ, tâm cũng chẳng xào bỏ, phải tu pháp bạch tịnh như vậy mới đầy đủ các công đức. Đạo sư vì chúng sinh như đáng diễn nói pháp, tùy theo nơi giáo hóa khắp hiện thân tối thắng. Phật vì tất cả chúng sinh, người đáng được độ, người nhân duyên thành thục, Phật bèn thì hiện ứng hóa thân để vì họ nói pháp. Phật tùy thuận nơi có thể giáo hóa được chúng sinh, khắp thị hiện hóa thân thủ thắng nhất. Bất cứ trong thế giới nào, Phật đều tùy cơ ứng hiện thần tối thắng. Thần Phật và thế gian, tất cả đều vô ngã, ngộ đây thành chánh giác, lại vì chúng sinh nói. Thần Phật và tất cả thế gian đều không có tướng ta, nếu chẳng chấp trước cái ta mà ngộ được đạo lý này, thì sẽ thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại có thể vì tất cả chúng sinh nói pháp môn thành chánh giác đó, khiến cho chúng sinh không tướng ta, không tướng người, không tướng chúng sinh, không tướng thọ mạng, bốn tướng. Tóm lại, tâm có bốn tướng này là chúng sinh, tâm chẳng có bốn tướng này là Phật hoặc Bồ Tát. Tất cả nhân sư tử, vô lượng sức tự tại, thị hiện niệm đồng thân, thân đó đều khác nhau. Mười phương ba đời tất cả chư Phật, mỗi vị Phật đều có vô lượng đại oai thần được tự tại. Tuy có thể thị hiện nhiều thân đồng với tâm niệm của chúng sinh, nhưng thần thị hiện đều khác nhau. Phật là ứng cơ duyên của chúng sinh mà hiện thân, nói một cách tổng quát là người đáng dùng thân gì độ được, liền hiện thân đó mà vì họ nói pháp. Thế gian thần như vậy, thần trừ Phật cũng thế, biết rõ tự tánh đó, tức là nói danh Phật. Thế gian có nhiều thân chúng sinh, thân của chư Phật cũng tương đồng với thân chúng sinh. Nếu biết rõ tánh của chúng sinh, tức là Phật tánh tức là chúng sinh tánh, Phật tánh và chúng sinh tánh, hai mà chẳng phải hai, chẳng phải hai mà hai. Nếu minh bạch đạo lý đó, thì sẽ minh bạch bản nghĩa của Phật. Như Lai khắp thấy biết, thấu rõ tất cả pháp, Phật pháp và Bồ Đề, cả hai không thể được. Phật biết khắp và thấy khắp, do đó chẳng có gì mà không biết, chẳng có gì mà không thấy. Cho nên Phật thông đạt được bản thể thật tướng của tất cả các pháp. Phật pháp và Bồ Đề là hai danh từ mà thôi, muốn cầu bản thể của cả hai đều không thể được. Đạo sư không đến đi, cũng lại chẳng chỗ trụ, xa lìa các điên đảo, đó gọi đẳng chánh giác. Phật thì chẳng từ đâu đến, cũng chẳng đi về đâu, tức cũng là ưng vô sở trụ, nhi sinh tỷ tâm. Cho nên cũng lại chẳng chỗ trụ, Phật xa lìa điên đảo mộng tưởng vào cứu kính niết bàn. Phật chẳng có tất cả mọi phiền não, cũng chẳng có tất cả điên đảo, cho nên chứng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác.